and welcome to this edition of Culture Mosaic. As social distancing is being loosened in Hanoi and other localities that got the pandemic under control, that's definitely good news to all of us. But as responsible citizens, we should comply to the 5K and other safety measures. And one of the best ways to do that is to enjoy our show from your home and still get updated with our latest cultural news. So let's travel to a mountainous region in Vietnam and enjoy the beauty of the rice fields with its different shades and colors. Moving on to fashion, we'll talk to a Gen Z fashion designer and learn more about his journey to bring his collection to one of the world's biggest fashion weeks. Last but not least, if you like to play with motorbike and car parts, we'll show you how you can turn them into artsy accessories. So stay with us. Symphony of Rice in the Mist of the Mountains. Gen Z designer headlines in Afro Fashion Week. And turning motorbike and car parts and accessories into works of art. Now let's begin with some local news. Young singer and composer KICM from Ho Chi Minh City will represent Vietnam at the MTV Europe Music Awards, or MTV EMA 2021. KICM's MV, Chim Quý Trong Lồng, or Caged Bird, will compete for the title Best Southeast Asia Act at MTV EMA 2021. He will be competing with other artists from Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines. The MV features the themes of love and freedom. It ranked number 5 on YouTube trending in Vietnam just 5 days after its release, with 3.6 million views. Vietnamese rapper Dan Vo has said on his Facebook page that a documentary about his life, Show of Dan, will premiere on Netflix on October the 1st. In a trailer he has posted on Facebook and YouTube, Dan Vo gives a first look into the recording process and tells viewers how he felt when performing in front of 5,000 screaming fans in Ho Chi Minh City at his first live concert in September 2019. According to streaming giant Spotify, he was the most streamed Vietnamese musician in 2019. The Vietnamese Film Week in Poland takes place from September the 15th to October the 31st. The event is organized by the Vietnam Department of Cinematography and the Polish Filmmakers Association. It introduces feature films Truyền Thuyết Quán Tiên, or The Legend of Quán Tiên, Bố Già, Dad, I'm Sorry, Tiệc Trăng Máu, Blood Moon Party, Mắt Biếc, Dreamy Eyes, and Song Lang, The Tap Box. The films are being shown in cinemas in Torun, Wasa, Krakow, Lodz, and Gdynia. Organizers hope the film week will introduce the Vietnamese film industry as well as the country's culture and lifestyle to Polish audiences. A documentary titled Ngày Con Chào Đời, which translates to as The Day You Were Born, directed by Tạ Quỳnh Tư, was introduced to Vietnamese audiences on Wednesday night. The documentary features stories from inside the epicenter of Hùng Vương Hospital in Ho Chi Minh City, such as the stories of pregnant women who contracted COVID-19, the efforts of doctors fighting to save the lives of infants,
as well as the touching moments when the mothers get to see their babies. The northern mountainous region of Vietnam is known for its rocky and dangerous terrain. But let me tell you, when the first summer rain pours until the end of October, the landscape here changes completely. The flowing lines and vibrant colors of the terraced rice paddies, trees, and sky at this time of the year turn the Rocky Mountains into a symphony of colors. Therefore, despite the long distance, people still want to be here to witness this spectacular view. Mỗi lần đứng giữa những thổ ruộng bậc thang, tôi như cảm thấy mình được nghe một bản giao hưởng. Một bản giao hưởng đặc biệt. Em đứng trên cánh đồng, xem sóng xanh mướt lan lan về nơi mắt không thấy đường. Mình là người rất yêu du lịch, văn hóa và con người Việt Nam. Mình có cơ hội đi đến nhiều nơi nhưng chưa ghi hình lại. Cho đến tháng 8 năm 2020, mình quyết định làm video thật đặc biệt về ruộng bậc thang và tạo nên bản giao hưởng của lúa. Video được ghi hình tại hai tỉnh là Yên Bái và Giang. Bản giao hưởng của lúa là một cái tên mà mình rất là thích. Thứ nhất là khi mình đứng giữa cánh đồng lúa, những cơn gió thổi đến tạo ra âm thanh xào xạc và làm cho lúa chuyển động nhấp nhô như những cơn sóng. Điều đó làm mình liên tưởng đến những bản giao hưởng. It's like an orchestra that combines different musical instruments. The image of the harvest season in the mountainous region of Vietnam creates a symphony of rice, clouds, mountains and the lives of local people. Vào mùa lúa chín tháng 8, tháng 9, tháng 10 khi đến đây, hình ảnh những cô gái mặc bộ váy hoa với chiếc cửa hùi trên lưng đi giữa cánh đồng lúa chín vàng và đó là hình ảnh mà làm mình rất là ấn tượng. Many localities in Vietnam are well known for their terraced fields, but the most popular ones are Yên Bái, Hà Giang and Lào Cai. This area is also home to many ethnic groups with production and living practices that have been well preserved without being modernized. Trước hết phải nói là mình nhận được sự ủng hộ lớn của gia đình, vậy nên hầu như không có gặp khó khăn gì ngoài yếu tố khách quan là thời tiết. Như lần mình cùng đồng đội lên Sáng Nhù ở Mù Căng Chải để ngắm ruộng bậc thang và thực hiện những cảnh quay, thì trời mưa tầm tã, thế là phải chờ hẳn một buổi ở lán của bà con ở đó và tranh thủ lúc trời tạnh được một chút xíu thì quay luôn. It's not difficult to film the yellow season in the mountainous region. The most important factor is timing and having to wait for the right moment to get the best shots. Recently, more and more people have been coming here, hoping to capture this special season. The videos have drawn the attention of many viewers. Many young people who want to become YouTubers have chosen the harvesting season in the mountainous region of Vietnam to debut the content. One of them is blogger Minh Tiến, who is well known for his Vietnamese flag project. Xin chào các bạn, mình là Dế Mèn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dế Mèn Du Ký. Bây giờ ngoài Bắc trời đã chuyển sang thu. Tây Bắc đang vào mùa, mùa vàng đẹp nhất, đáng mong đợi nhất trong năm đã đến. Và hôm nay, xin mời các bạn vi vu mùa vàng Tây Bắc cùng Dế nhé. Đứng giữa những thổ ruộng bậc thang, ngắm nhìn một khoảng không gian rộng lớn, mênh mông. Những dải lúa thì cứ tầng tầng, lớp lớp trải dài khắp các triền núi lưng đồi. Lúc đó, bản thân tôi cảm giác thật sự choáng ngợp. Tôi đã quyết định cầm lá cờ Tổ quốc tại những thửa ruộng bậc thang. Đó là cách để tôi thể hiện sự tự hào của mình với vẻ đẹp của đất nước.
Và với tôi thì ruộng bậc thang như là một sân khấu đặc biệt, giúp cho mình thả hồn vào đó, cất tiếng hát. Cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời. Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em. Cầm cờ vừa hát giữa những thử dụng bậc thang thì đã đem lại cho tôi những cảm xúc rất là khó tả. Vừa vui hơn, cảm giác hát hay hơn, feel hơn. Come to the mountainous region during the harvesting season to enjoy the symphonies of rice fields. When you arrive for this golden time of the harvest season, be sure to stand quietly and let your emotions envelop you. Em đứng trên cánh đồng, em thấy em giống như chàng nhìn cơn sóng lay giữa đồng. Em đứng trên cánh đồng, em thấy em chết đi cơn buồn lo quấn nhau bất tận. Did you know that the oldest Gen Z is only 24 years old? Despite their young age, this generation of youth is stepping boldly into the world with unwavering conviction and determination. Just like our guest for On the Mic this week, this 21-year-old designer student has scored an opportunity to showcase his collection in one of the world's biggest fashion weeks. And that's not all. He also used his opportunity to bring the essence of Vietnamese culture into his design. So let's hear more of this story in the following. Milan, a wonderland for fashion designers, is about to begin one of the four biggest fashion weeks. And what could a designer want more than being featured in one of its events? Afro Fashion Week is one of the most anticipated events of Milan Fashion Week. It is a playground for young designers to flaunt their best designs for big clients. And of course, everyone is looking forward to the opening act. This year, the door has opened for a Vietnamese designer. His name is Phan Dang Hoang. His quintessence collection, which features 10 looks inspired by Vietnamese handicrafts, has been chosen as the headliner runway for the event. Today, right as Hoang is preparing for the show, I decided to budge in his busy schedule and have a small chat with him about this commendable act. Xin cảm ơn Phan Đăng Hoàng đã nhận lời tham gia vào chương trình trò chuyện với nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin chào anh Minh Đức cùng những khán giả đang xem chương trình của VTV4. Không biết là cảm nhận của Hoàng hiện tại như thế nào khi mà được mời để mở đầu cho tuần lễ thời trang Afro? Thực ra thì mình đón nhận cái thông tin này cũng khá là bất ngờ, bởi vì hiện tại thì mình cũng đang chuẩn bị cho một cái bộ sưu tập khác sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Lịch trình cũng khá là bận, nhưng mà khi mà có một cái người bạn của mình làm trong tuần lễ thời trang này có ngỏ lời rằng là giám đốc của tuần lễ thời trang này muốn mời Hoàng tham dự và diễn mở màn cho tuần lễ này, thì mình cảm thấy rất là hào hứng và rất là vui, bởi vì mình cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên có thể diễn ở trong cái tuần lễ này, và mình thấy đó là một niềm tự hào rất là lớn đối với bản thân mình. Bộ sưu tập mà Hoàng định trình diễn trong tuần lễ thời trang lần này đó chính là bộ sưu tập tinh hoa, được lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống tại Việt Nam như là mây che đan lát hay là lụa tơ tằm. Vậy thì điều gì đã truyền cảm hứng cho Hoàng để sử dụng những cái chất liệu đó trong những bộ sưu tập của mình? Vốn thì trước đây khi mà Hoàng chuẩn bị làm cái bộ sưu tập này, mình không có đặt nặng về cái vấn đề là phải làm một cái gì đấy liên quan đến truyền thống Việt Nam. Nhưng cho đến khi mình nghĩ rằng là tại sao mình không làm một cái chủ đề về quê hương đất nước của mình, cái nơi mà mình sinh ra, và mình có rất là nhiều những cái vốn kiến thức. Và Hoàng nghĩ rằng là khi mà mình bắt đầu thì mình thường tìm những cái gì đấy nó gần gũi với mình nhất. Mình rất là thích những cái gì đấy nó làm bằng tay và rất là tỉ mỉ, rất là trau chuốt, rất là kỳ công. Thì mình
nghĩ là cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam thì rất là tinh xảo, và những cái người nghệ nhân làm ra những cái sản phẩm đấy thì cũng dành rất là nhiều những cái tâm huyết này, rồi là cái tình yêu của họ cho cái công việc đấy. Vậy thì những cái hình ảnh, những cái chất liệu về làng nghề thủ công truyền thống như vậy qua con mắt của Hoàng thì nó đã được hiện thực hóa như thế nào? Mình cũng khá là bối rối và hồi hộp, bởi vì lúc mình làm cái bộ sưu tập này thì Hoàng không thể trở về Việt Nam được. Mình làm ở bên Ý, và thực sự bà bảo là làm được đề tài Việt Nam nhưng mà lấy chất liệu của Ý thì nó cũng là một cái gì đấy rất là rủi ro. Thì mình đã nghiên cứu và thực hiện những cái, chỉ là những cái chi tiết lấy cảm hứng thôi, ví dụ như con tằm này, hình ảnh con tằm này, và mình sử dụng chất liệu như là đũi này, rất là thô mộc này, để hiện lên một cái gì đấy nó gần gũi với thiên nhiên một chút. Và mình sử dụng những cái technique như là móc này, rồi đan này, rồi thêu này, để nó thể hiện được cái việc làm tay của mình. Thì nó cũng liên kết một chút với những cái làng nghề truyền thống, là tất cả đều được sử dụng bằng tay. Vì mình không thể trở về Việt Nam được nên mình có ý tưởng là mình sẽ thực hiện một số những cái sản phẩm như là túi sách này, rồi là mũ này, nó hiện lên được cái tinh thần của mây tre Đà Lạt Việt Nam. Và mình đã sử dụng cái công nghệ in 2D và in 3D để giúp hoàn thiện những cái sản phẩm này. Và mình cũng muốn đưa một chút gì đấy nó gọi là nó mới mẻ hơn, nó hiện đại hơn vào một cái đề tài rất là truyền thống. Qua cái bộ sưu tập tinh hoa này thì Hoàng muốn chia sẻ điều gì đối với người xem cũng như là cộng đồng yêu thời trang trên thế giới? Hoàng nghĩ rằng là đối với Hoàng thì bộ sưu tập tinh hoa này cũng giống như là tinh hoa của Hoàng vậy. Thời trang cũng là một cái hình thức ngôn ngữ để truyền tải một cái thông điệp. Mình muốn nói rằng là tôi là người Việt Nam và tôi luôn tự hào bởi vì những cái truyền thống tốt đẹp của quê hương tôi và những cái sản phẩm của quê hương tôi luôn có một chỗ đứng nhất định. Thì thông qua bộ sưu tập này, Hoàng muốn gửi gắm đến những cái bạn trẻ cũng có cái tình yêu với những cái giá trị truyền thống của dân tộc, thì hãy luôn phát huy và luôn luôn cố gắng để gìn giữ nó, bởi vì khi mà nó mai một đi thì cái tiếng nói về văn hóa, về quê hương của mình nó sẽ nhỏ bé bớt đi. Mà khi mà chúng ta phát triển cái đấy lên thì cái tiếng nói của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Đấy là cái điều Hoàng muốn truyền tải qua bộ sưu tập này. Though Hoàng is now known more for his clothes, he used to be known for his paintings. His arts were even featured twice in two of the biggest US art magazines, which are Colored Pencil and Art People in 2016. However, he made a snap decision in 2018 to pursue a design scholarship, and as fate would have it, he scored a position in Naba University, one of the top institutions for fashion in Italy. However, not everything is smooth in sail. Hoàng đã bén duyên với ngành thời trang như thế nào? Hoàng nghĩ là Hoàng chọn thời trang chứ Hoàng không có chọn hội họa. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì mặc dù Hoàng là họa sĩ, từng là một họa sĩ trẻ, Hoàng có những tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà đối với Hoàng thì cái tình yêu thời trang nó lớn hơn tình yêu hội họa. Và mình ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nó mãnh liệt hơn trở thành một họa sĩ. Nên họa sĩ là một cái con đường mà đã mang cho mình rất là nhiều những cái thành công, những cái tiếng vang rồi. Và mình rất cảm ơn cái điều đấy. Và nhờ có cái con đường nghệ thuật hội họa đấy, nó giúp ích cho mình rất nhiều khi mình làm thiết kế thời trang. Nên mình nghĩ rằng là cái sự lựa chọn của mình nó đúng với con tim của mình, và nó đúng với cái hướng đi của mình từ lúc mình còn rất là bé. Mình đã ước mơ làm nhà thiết kế rồi. Nên mình nghĩ rằng là mình sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng. Hoàng đến với thời trang là một con số không, rất là tròn trĩnh luôn. Nghĩa là không có một kiến thức gì cả, không có một kiến thức nền móng nào cả. Hoàng nhớ là cái ngày đầu tiên khi mình học cái lớp học đầu tiên tại Ý, lúc mà mình học cái máy may ấy, là mình không biết làm sao để nó dừng lại cả. Tức là nó cứ chạy thôi và mình vẫn đạp chân ở dưới, và mình không biết làm sao để cho nó dừng cái máy may lại cả. Và khi mà mình lên giảng đường thì thầy cô bảo là mình cắt cái hình vuông đi, và mình còn không biết cắt hình vuông như nào cả. Tức là mình không nghe, mình không hiểu là tại sao lại cắt hình vuông. Thì nói chung là có những cái mà mình thấy là gần như là mình phải học cái bài học rất là vỡ lòng luôn. Nghĩa là học như mình học tập nói vậy, A, B, C, I, Z, thì đối với thời trang mình cũng học như thế. Bởi vì mình không nói được tiếng Ý, đến tận bây giờ mình vẫn chưa nói được tiếng Ý, mình chỉ học bằng tiếng Anh thôi. Thì nó là một cái rào cản cực kỳ lớn, bởi vì là ở bên này thì người ta không có nói tiếng Anh nhiều. Và Hoàng nghĩ rằng là mình đã rất là cố gắng hết sức để mà hòa nhập với môi trường. Và mình nhớ có một cái thành tích mình đạt được trong năm đầu tiên, đó là năm học cuối, học kỳ cuối cùng của năm học đầu tiên, là mình đạt điểm tuyệt đối 5 môn, và có 2 môn trên điểm tuyệt đối luôn. Thì mình nghĩ rằng là, có nghĩa rằng là thành quả nó chưa nói lên được một cái điều gì, nhưng ít nhất nó chứng minh cho được cái sự nỗ lực của mình, là mình đã phải vượt qua cái hoàn cảnh đấy như thế nào. Trong tương lai chúng tôi có thể đón nhận bộ sưu tập tinh hoa của Hoàng một cách hoàn thiện hơn được không? Cũng có thể, đấy cũng sẽ có thể xem là một cái lời để Hoàng cân nhắc. Hoàng chưa có hứa trước được, nhưng mà Hoàng sẽ cố gắng để quay trở về Việt Nam thì mình sẽ có thể diễn lại bộ sưu tập tinh hoa đầy đủ 22 bộ như đã trong bản vẽ của mình cho mọi người cùng có thể chiêm ngưỡng. Mình nghĩ rằng là đấy là một cái điều mình cũng rất là mong muốn. Nhưng mà như mình đã nói thì có thể rằng thời gian
tương lai mình sẽ không bao giờ mình nói trước, nhưng mình luôn cố gắng để làm cái gì đấy hết mình, và mình luôn cố gắng để có thể mang một cái giá trị nào đấy đến với mọi người thôi. Xin cảm ơn Hoàng đã dành thời gian chia sẻ những cái tâm tư của mình trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng trong tương lai Hoàng sẽ còn có những bộ sưu tập thành công hơn nữa, được đón nhận không chỉ bởi những người yêu thời trang Việt Nam mà còn tất cả công chúng ở trên thế giới. Cảm ơn anh đã cho Hoàng được chia sẻ rất là nhiều những cái điều mà mình đã trải qua ở đây, và hy vọng rằng là sẽ có một dịp nào đấy có thể quay lại VTV4 để khi mà mình đã có thêm nhiều bộ sưu tập khác nữa. Most people are passionate about motorcycles and cars, but they probably don't know that the accessories of cars and motorbikes could be also turned into works of art. Nguyễn Tuấn Anh from Ho Chi Minh City has turned old car and motorbike parts into unique works of art that can be used as clocks and lamps. So let's learn more about his unique artworks in this week's Connecting Cultures. Impressive figures and decors, like the Transformer Bumblebee. The Gecko. Dragonfly. And horse. And highly functional products such as clocks, lamps, and coffee tables. These are some items that were handmade using old parts and accessories of cars and motorbikes. The mastermind behind these products is Nguyễn Tuấn Anh, a Đà Lạt native who lives in Ho Chi Minh City. Even though he had never studied mechanics, the IT student decided to drop out of college to pursue his passion. Since this art is quite new in Vietnam and not many people know about it, he taught himself through online videos and experimented by making simple things like lights from iron bars, screws and chains. Từ lúc nhỏ thì mình đã rất là yêu thích những cái sản phẩm và những sản phẩm độc lạ cũng như là về máy móc rồi. Sau này đến lúc mình lớn lên á, thì mình đi làm mình đã có sự va chạm với những cái máy móc mà rồi những cái chiếc xe máy, chiếc ô tô đó, thì cộng với việc là mình đã có cơ hội mình nhìn thấy những cái sản phẩm mà của các anh chị em bên nước ngoài làm về điện cơ khí rất là đẹp, nên lúc đó mình rất là nung nấu tại sao mình không có mang cái lĩnh vực này về Việt Nam để mình phát triển. Mình thấy nó rất là tiềm năng và mình muốn lan tỏa đến mọi người biết đến những sản phẩm điện cơ khí rất là sáng tạo này. Đó là cái lý do mình đến với cái lĩnh vực này. The materials for making mechanical decorative products are old cars and motorbike components. They are purchased from scrap stores, cleaned, repolished and cut to match the decor's frame. Each type of machine is broken down into smaller parts and components and neatly arranged on shelves. After that comes the drawing of the model, assembly, and spraying a protective paint. Each mechanical artwork consists of two types of parts, static parts and dynamic parts. To create the movement of gears, an electric motor is mounted on the back of the piece. Other parts such as fuel tanks and screws are static details that contribute to the overall aesthetic. Each work is unique, no two are the same.
The arrangement and mechanical details requires artists to be careful every step of the way. Any error can result in the artist having to start from scratch. The work must not be only aesthetically pleasing, but also be precise and smooth. Đến với lĩnh vực này thì lúc đầu mình là một trong những người tiên phong nên mình cũng có là quá trình phát triển và tiếp xúc rất là khó khăn. Đó là việc mình đi tay ngang vào thì mình phải cần phải tiếp cận đến những cái về kỹ thuật như về cơ khí cũng như là phải có khả năng về mỹ thuật thì mình mới làm được những cái sản phẩm mô hình nó rất là thẩm mỹ được. Quá trình mà lúc mà mình sau khi mình đã tạo được cái khung 3D đó, mình lấy tìm những chi tiết mà về cơ khí kim loại mình bắt đầu mình lắp ghép vào, nó là khó nhất. Như các bạn thấy ở đây á, con gà ở ngoài đời có những đường cong uốn lượn rất là tự nhiên và mình phải làm sao để mình tìm được những chi tiết đó mà mình gá vào cái khung á, mình làm sao cho nó tròn trịa mà nó vẫn thể hiện được cái độ mạnh mẽ của con gà cũng như là về của kim loại, thì đó là điều khó khăn nhất. After nearly 3 years of working in this field, Tuấn Anh has designed about 2,000 products, with each product ranging from $30 to $15,000, depending on the difficulties and size of the model. His customers are mainly men, with clocks and animals being the most popular items. From starting out alone, he now has a small team of young staff who share the same passion. Future, he hopes to try his hand at making larger scale products with higher difficulty to challenge himself. He also wants to share his passion with more people by opening a cafe that doubles as a showroom where he can display his work. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.